Bây giờ sẽ đến với các thí sinh của bảng C, bảng xanh nhạt, các thí sinh từ 35 đến 50 tuổi, bắt đầu bằng thí sinh mang mã số 07. Mình là Nguyễn Thị Hồng Nguyên, đến từ thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương. Mình phát hiện ra khả năng biết ca hát của mình tại cuộc thi văn nghệ cấp huyện năm 1996. Nhưng vì lúc đó hoàn cảnh không cho phép nên mình không chọn ca hát làm con đường chuyên nghiệp. Mình cũng từng làm qua những công việc chuyên ngành về may mặc và thủ công. Tuy là có gặp nhiều khó khăn nhưng mà với sự trợ giúp của âm nhạc thì mình cảm thấy là quên hết những cái ưu phiền đi. Hy vọng là sẽ nhận được nhiều cảm tình từ quý vị. Mong quý vị bình chọn cho Hồng Liên mã số 07.
kính thưa quý vị, ca khúc Thuở Ấy Có Em qua giọng ca tuyệt vời của thí sinh Nguyễn Thị Hồng Liên. Và bây giờ xin được kính mời giám khảo nhạc sĩ Trần Long Mẫn có đôi lời nhận xét. Cô Nguyễn Thị Hồng Liên thân mến, có thể nói lâu lắm rồi tôi nghe lại một cái dòng nhạc mà những năm 60 là du nhập vào Sài Gòn rất là mạnh và các đô thị miền Nam. Thì là nhạc sĩ Huỳnh Anh cũng là một trong những nhạc sĩ sáng tác rất thành công trên cái điệu Blue Jazz này. Và bản chất của cái giai điệu và cái nhịp điệu của nó là của từ là người Mỹ da đen ở New Orleans. Cho nên là hát nó rất khó, nhưng mà đã nhập tâm nó như em đó, như cô hát đó, thì là rất là thuyết phục. Thì bản thân tôi rất là thích. Và dàn nhạc tối nay cũng rất là hay. Hát trên cái nền nhạc mà mình nhắm mắt lại thì mình tưởng như nghe băng đĩa nước ngoài. Chúc cô sẽ thành công hơn nữa. Cảm ơn. Dạ, xin được cảm ơn nhạc sĩ Trần Long Ẩn. Vâng, và nếu yêu thích giọng hát của thí sinh Hồng Liên, quý vị có thể gửi tin nhắn với mã số 07 gửi về cho tổng đài 8534.